giãn nở quá mức của hệ thống não thất à, do sự tích tụ quá mức của dịch não tủy như vậy trên cái định nghĩa mình có hai cái từ quá mức hai cái từ quá mức nghĩa là có thể trước đó nó có thể giãn nở của hệ thống não thất nhưng mà nó chưa quá mức tức là nó ở trong một cái giai đoạn còn chấp nhận được hay mình gọi là giai đoạn còn bù còn bù do sự tích tụ quá mức của dịch não tủy, do sự tích tụ quá mức của dịch não tủy, có nghĩa là nó cũng tích tụ nhưng mà còn bù, còn bù. thì ở trong giai đoạn còn bù đó, người ta cộng trừ, à, theo cái lược Monro Kelly, thì sự thay đổi thể tích của một thành phần trong hộp sọ sẽ dẫn đến tăng áp lực. Tuy nhiên với định luật Morocanly thì các thành phần còn lại sẽ nhường chỗ, à, sẽ tự thu nhỏ thể tích, nhường chỗ cho cái thành phần mới hoặc là thành phần trong hộp sọ mà tăng thể tích. Như vậy trong hộp sọ mình có có não, có dịch não tủy, có máu trong lòng mạch. Vì vậy thì ba thành phần đó, cái nào có thể bỏ được? mà không ảnh hưởng đến đến cái sinh tồn não mình có bỏ được không không máu trong lòng mạch mình có bỏ ra được không không như vậy trong ba thành phần đó chỉ có dịch não tủy là có thể lấy bỏ ra ngoài để làm giảm áp lực trong sọ cấp tính và ngay lập tức ngay lập tức còn hai thành phần còn lại thì nó chỉ có nhường chỗ thôi nhường chỗ và nó chỉ nhường chỗ đến một mức nào đó thì cái chữ một mức nào đó người ta gọi là còn bù còn bù và khi nó không nhường chỗ được nữa thì lúc đó nó chuyển qua giai đoạn mất bù mất bù hay còn gọi là quá mức thì nó sẽ dẫn đến hội chứng tăng áp lực trong sọ như vậy nếu hai thành phần máu trong lòng mạch và dịch và và não không nhường chỗ được nữa thì sự điều tiết nó nó quá hạn và áp lực trong sọ sẽ sẽ tăng hay nói khác đi là dịch não tủy sẽ tích tụ ngày càng nhiều và dẫn đến một cái hội chứng tam lực trong sọ nha ở đây mình mình lưu ý là cái cái khái niệm là máu ở trong lòng mạch tại vì máu mà thoát ra lòng mạch thì nó gây gây máu tụ gây máu tụ thì lúc đó nó lại là là thành phần thứ tư chứ không phải là ba thành phần vốn à, có ở trong hộp sọ. Như Vậy nếu mà mình để nó tăng áp lực trong sọ thì hậu quả nó sẽ xảy ra theo cái hội chứng tăng áp lực trong sọ. Nha cái bài đó mình học một cái bài riêng. À, lần lượt nó sẽ có các cái dấu chứng của hội chứng tăng áp lực trong sọ. À, cái dạng não thất còn gọi là bệnh đầu nước. À, theo dân gian thì ta kêu là đầu nước. À, cái đầu nó nước không? thì người ta kêu nó là là đầu nước à, chiếm tỷ lệ nó khoảng một một phần ngàn ở trẻ mới sinh và một phần trăm ở người trưởng thành à, mấy con số này nó có thể là những số lẻ rồi thống kê của nhiều nơi nhưng mình lấy gọn là khoảng một ngàn cho trẻ sơ sinh và một phần trăm ở người trưởng thành à, Trước khi vô cái bài thì tôi xin nhắc lại một chút về giải phẫu sinh lý để mình có thể theo được với lại cái 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 bài. Bởi vì đây là cái cơ sở bệnh sinh của của các cái dấu hiệu phía sau đó. mình chỉ cần nắm cái gia phẫu sinh lý này thì tất cả cái bệnh sinh sau đó mình sẽ có thể dễ hình dung. Ví dụ trên bảng mình thấy uh, dịch não tủy thay đổi theo tuổi. Nó hoàn toàn hợp lý, cái vòng đầu của đứa bé nó ngày càng lớn dần và tỷ lệ theo nó là dịch não tủy, là não và máu lên lên nuôi. Vì vậy thì theo thể tích của vòng đầu thì ở nhũ nhi tổng dịch não tủy trong cơ thể là khoảng 40 đến 60 ml. À đến trẻ em. Đến trẻ em là 60 đến 80. Đến thiếu niên là 80 120 và đến người lớn là 120 đến 150. À, tất cả những con số này nó đều là con số lẻ. Tôi làm tròn để mấy em dễ nhớ. 4, 6, 6, 8, 8, 12, 12, 15. Để mình dễ nhớ cho bốn cái lứa tuổi. Nha trên cái hình này mình thấy trên cái hình này mình thấy não thất bên có hai cái não thất ba nằm ở giữa não thất bốn nằm ở giữa nối tiếp giữa não thất bên với não thất ba là người ta kêu là hai lỗ mông rô và đây là cái cống não nối não thất 3 với não thất 4. Như vậy nếu mình nhìn trên sơ đồ mình có thể thấy Alo. thì mình thấy cái cái não thất nó như một cái bàn tay để thế này. Thần thái dương, thần trán, thần chẩm và ngã ba não thất là cái nơi giao giữa ba cái sừng. Như vậy trên cái cấu trúc của não thất thì cái nơi rộng nhất sẽ là ngã ba não thất. Là ngã ba não thất. Về lý thuyết thì sừng thái dương là sừng ảo. tức là mình 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 diễn thì có sừng thái dương nhưng mà trên hình ảnh là ở người bình thường thì sẽ không thấy cái sừng thái dương. Không thấy sừng thái dương. Nếu dịch não tủy mà tích tụ ở sừng thái dương kích thước khoảng 2 mm thì người ta gọi là coi chừng có giãn não thất. À, như vậy thực tế là mình chỉ thấy nó như vậy thôi. Không có thấy cái cái sừng dưới này. Và cái ngã ba não thất là cái nơi rộng nhất của cái não thất do đó người ta khi người ta dẫn lưu não thất người ta sẽ cố gắng đẩy cái ống vào cái ngã ba não thất là cái nơi rộng nhất để có thể tải nước nó nó, nó thoải mái nhất à, phân bố dịch não tủy được chia ra ở não thất bên não thất ba não thất bốn khoan dưới nhện và các bể dịch não tủy ở đáy sọ rồi sau đó đi xuống khoan khoan dịch não tủy quanh tủy sống vậy mình có tổng dịch não tủy ở người trưởng thành là khoảng 120 đến 150 ml à, sự bài tiết hay là sự sản xuất dịch não tủy bởi đám rối mạch mạc chiếm phần lớn ngoài ra nó còn ở bề mặt của tế bào ống nội tủy tế bào ống nội tủy cũng chiếm 30%. Như vậy, hai cái thành phần này là hai thành phần chính. Tế bào ống nội tủy và đám rối mạch mạc nó tiết ra dịch não tủy, nó sản xuất ra dịch não tủy. Như vậy, trong tình huống hai cái thành phần này nó tăng về mặt thể tích thì cái lượng sản xuất sẽ sẽ gia tăng. Khi đám rối mạch mạc tăng thể tích thì sẽ tăng sản xuất dịch não tủy khi cái tế bào ống nội tủy nó tăng thể tích thì nó sẽ tăng sản xuất ống dịch nội tủy như vậy cái này nó tăng trong tình huống nào hai thành phần này nó sẽ tăng trong tình huống nào nó sẽ tăng trong tình huống nó tạo ra u nó tăng thể tích nghĩa là nó sinh ra một cái u u của đám rối mạch mạc u của tế bào lót ống nội tủy à, người ta còn gọi nó là epandimoma epandimoma thì khi nó sinh ra u nghĩa là thể tích nó tăng và nó tăng sản xuất nó tăng sản xuất à, nó sản xuất theo cơ chế chủ động của sự lọc và bài tiết của huyết tương cái chỗ này mình lưu ý tốc độ sản xuất là 21 ml trong giờ nếu mình nhân cho một giờ một ngày 24 giờ thì nó khoảng 490 mấy tôi làm tròn là 500 ml một ngày 24 giờ như vậy hồi nãy mình học cái cái dịch não tủy của người trưởng thành nó khoảng 120 đến trăm rưỡi như vậy một ngày mà sản sinh ra 500 ml nghĩa là nó đổi dịch não tủy 3 lần đúng không cái dòng tuần hoàn não tủy á, sản xuất lưu thông rồi hấp thu như vậy nó phải làm được ba lần thì nó mới đẩy cái dịch não tủy ra ra mới như vậy nó đó là cái cơ sở sinh lý bệnh để mình giải thích là sáng mình chọc dò dịch não tủy mình ra một cái viêm màng não mình đánh kháng sinh chiều mình có thể chọc dò lại mình xét nghiệm dịch não tủy để mình coi cái sự đáp ứng của của điều trị là đã có rồi, là đã có sự thay đổi trong đó rồi. Nha. Thành ra đặc biệt là con nít, à, con nít hay người lớn gì cũng vậy. Khi mình nghĩ đến viêm bằng não là phải đánh kháng sinh liền. Mình không biết tác nhân là gì thì mình cũng phải phổ rộng. À, mình kháng sinh phổ rộng, kháng sinh theo, theo kinh nghiệm, theo cái cái thống kê của bệnh viện trong cái các cái loại bệnh thường gặp. Nếu mình không có chờ chờ đợi kết quả sinh thiết xin lỗi xét nghiệm của dịch não tủy về mình mới mới dựa vào đó mình đánh à, theo kháng sinh đồ thì nó muộn thành ra nếu mình đánh kháng sinh buổi sáng mình chọc giò xong mình nghi ngờ có viêm não mình đánh luôn sau khi chọc giò chiều mình có thể lấy lại để mình coi sự đáp ứng của của cái điều trị có liền và một cái cơ sở nữa để mình để mình hình dung đó là dẫn lưu dịch não tủy thì khi mình bỏ một cái ống một cái đầu KTT vào trong cái não thất mình dẫn cái dịch não tủy đó ra ngoài thì mình phải có một cái y lệnh là một ngày dẫn bao nhiêu ml chứ không phải mình mình chọc cái ống ở trong não thất xong mình quăng cái túi đó xuống đất à, mình quăng cái túi đó xuống đất cho chạy thoải mái vậy thì theo nguyên tắc bình thông nhau dịch não tủy trong đầu nó sẽ đi xuống đất hết nó sẽ đi ra cái túi để dưới đất. Tại vì nó thấp hơn. Vì dịch nó tụi nó sẽ đi qua đó hết. Như vậy mình phải biết sinh lý là một ngày sản xuất ra khoảng 500 ml. Vậy thì mình mong đợi gì khi mình dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài? Mình phải cho một cái lệnh là theo dõi cái lượng dịch não tủy là bao nhiêu ml trong ngày, chứ không phải ra nhiều cũng được. Không phải là tự do. Tại vì sao Cái đầu tiên là mình thấy nó không sinh lý rồi đó Trong đầu nó phải có nước Bây giờ tự nhiên mình tháo hết nước Thì nó không sinh lý rồi đó Thứ hai là cái gì Nó sẽ xuất hiện cái hội chứng Giảm áp lực nội sọ Ba thành phần giờ còn có hai à, Thì tất cả những cái cấu trúc bình thường Nó sẽ bị di chuyển hết Di chuyển hết Và những cái tĩnh mạch bắt cầu đó, Nó sẽ đứt hết sẽ đứt hết và nó sẽ gây một cái xuất huyết ở trong 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 sọ nha một cái dẫn lưu dịch não tủy mà quá cái mức cho phép quá cái áp lực cho phép sẽ dẫn đến xuất huyết thành ra mình phải nắm nắm hai cái nắm cái cái sinh lý này để mình cho những cái lệnh phù hợp ở trong lâm sàng Thứ hai là hấp thu Thì nó được hấp thu bởi các cái tế bào màng nhện à, Tế bào màng nhện dẫn về cái hạt Pacchioni à, Gọi hay là gọi là hạt màng nhện Rồi nó dẫn vô xoan tính mạch dọc Như vậy Các cái hạt màng nhện hay là hạt Pacchioni rồi dẫn dẫn cái dịch não tủy về xoan tĩnh mạch não cuối cùng đổ về tĩnh mạch chủ trên như vậy cái cái dịch não tủy đó cuối cùng nó cũng sẽ về cái tuần hoàn chung của cơ thể bằng các xoang thoang tĩnh mạch não như vậy vì một lý do gì đó mà cái hệ thống này nó bị sơ hóa cái hệ thống này nó bị sơ hóa những cái hạt này nó bị vôi hóa thì cái vấn đề hấp thu sẽ bị bị giảm sẽ bị giảm cái sự hấp thu mà giảm nó phải lâu ngày nó mới dẫn đến sự ứ động dịch não tủy rồi sự ứ động đó nó qua giai đoạn còn bù thì nó mới chuyển qua giai đoạn mất bù và dẫn đến hội chứng tam lực tâm sọ ha thì mình nắm cái cơ chế này để mình hình dung một cái tăng sản xuất một cái giảm hấp thu thì sẽ dẫn đến ứ động dịch não tủy và sự tích tụ đó qua giai đoạn còn bù thì sẽ đến đến giai đoạn mất bù và dẫn đến tăng áp lực trong sọ. Đây là sơ đồ của các cái hạt Bacchini trên uh, trên giải phật trên kính vi điện tử người ta thấy những cái hạt Bacchini nó lấy dịch não tủy vô như vậy những cái hạt này về lý thuyết nó nằm trong xoang xoang tĩnh mạch dọc. À, nằm trong xoang tới màng dọc và mình thấy đôi khi mình chụp cắt lớp vô tình mình sẽ thấy cái cái hạt đó nó ấn ở trong cái xoang nó làm khuyết luôn cái xương sọ tại vì về mặt lý thuyết á những cái xoang những cái mạch máu ở trên màng não là nó nằm trên chứ không phải nó nằm trong và nó ấn lõm cái mặt trong của xương sọ do đó mình mới có rãnh của động mạch màng não giữa rãnh của các cái xoan tĩnh mạch nha vậy thì mình sẽ thấy được hình ảnh ấn lõm của các cái nhánh đó và mặt trong của xương sọ khi mình mở một cái nắp sọ mình cưa đó mình cưa mình gỡ lên thì ở những người trẻ đó có thể gỡ lên rất là dễ nhưng mà ở người già đó mình phải dùng cái dụng cụ mình tách cái màng cứng ra khỏi mặt trong xương sọ khi mình mở nó ra mình sẽ thấy nó các cái động mạch nó ấn lõm vô mặt trong xương sọ do đó mình học lý thuyết mà máu tụ ngoài màng cứng thì không phải dễ có mà cái lực chảy máu nó chảy ra à, nó phải đủ sức nó tách cái màng cứng ra khỏi mặt trong xương sọ nó mới tích tụ được cái máu tụ ngoài màng cứng nha như vậy một cái nứt sọ cắt đứt cái động mạch màng não giữa gây tụ máu giữa à, cái lớp giữa mặt trong xương sọ và ngoài màng cứng thì nó phải đủ mạnh bóc tách để nó thành một cái 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 khoảng trống và nó chảy máu rồi đó à, cơ chế này là sự chênh lệch giữa áp lực thủy tĩnh và áp lực keo áp lực keo là giữ nước áp lực thủy tĩnh là đẩy nước như vậy cái nào mạnh thì cái nước nó sẽ đi theo cái chiều của cái đó à, giữa máu và dịch não tủy giữa sự trên lệch áp lực keo và áp lực tư tỉnh cái nào mạnh nó sẽ kéo kéo nước về hướng đó đây là những cái giá số liệu về sinh lý ví dụ như áp lực là 8 đến 15 cm nước như vậy nếu mình làm một cái dẫn lưu não thất ra ngoài Tức là khi mình đặt một cái KTT vào trong trong lòng não thất Mình dẫn cái dịch não tủy đó ra ngoài Thì nếu mấy em muốn lấy dịch não tủy ra nhiều Thì mình sẽ để ở mức 8 Giới hạn dưới Đúng không? Vậy thì cứ cứ dịch não tủy mà trên 8 là nó ra Giữ mức sinh lý Còn nếu mình muốn lấy dịch não tủy ra ít mình dừng lại ở mức 15 thì như vậy qua 15 nó mới ra còn nếu nằm trong khoảng 15 thì nó sẽ không ra như vậy thì mình sẽ đóng cái khung lại cái giới hạn của dịch não tủy mà mình mong muốn vậy nếu mà có tăng áp lực thì nước mới ra nếu mình treo 15 nếu nó giảm áp lực thì mình để mức 8 thì nó mới ra còn không thì nó sẽ không ra dịch não tủy và như vậy cái cái dẫn lưu như vậy mới là sinh lý mới là sinh lý nhưng mà cái móc 8 với 15 đó mình tính từ ở đâu mình phải tính từ lỗ ống tay trong ha à, trên trên dụng cụ đó, nó sẽ có một cái thước đo thì mình sẽ thấy người ta lấy móc là cái lỗ ống tay mà từ đây là số 0 người ta sẽ treo cái này lên và cái giọt nước ở chỗ này sẽ là cái móc vậy nếu mình tùy mình muốn làm gì ví dụ như bây giờ tôi vẫn lưu máu trong trong não thất thì tôi muốn nó rửa sạch nó ra cái máu đó thì tôi sẽ treo thấp xuống để cho có máu nó rửa nó ra cho cho dễ còn nếu tôi vẫn lưu mà dịch não tủy đơn thường tôi muốn giới hạn thì tôi treo 15 và thông thường với một cái dẫn lưu ở điều kiện vô trùng này Mình có thể để được một tuần tới 10 ngày Một tuần tới 10 ngày Sau cái khoảng thời gian 10 ngày đó Là mình phải tính cái phương án giải quyết Mình không có để hoài được Mình phải kết thúc cái dẫn lưu này Phải kết thúc cái dẫn lưu này Thì thông thường Trước khi rút cái ống này Người ta sẽ test bằng cách là cái gì? Tôi treo nó cao lên 20, 25. Như vậy là tôi không cho nó ra. Tôi không cho ra nữa. Nhưng mà nước vẫn còn ra. Thì chứng tỏ là có có tăng áp lực. Nên nó mới đẩy nước ra khỏi khỏi não thất. Như vậy tôi kết luận là cái người bệnh nhân này bị lệ thuộc ống. Bị lệ thuộc ống và bắt buộc phải đặt dẫn lưu trong dẫn lưu trong nè. thì song song với cái đó người ta sẽ chụp một cái phim cắt lớp để kiểm tra cái hình dáng của não thất sau khi người ta treo cao lên 25, 20, 25 trong vòng 24 tiếng nếu mà chụp kiểm tra não thất nó không giãn nước nó không ra thì mình có thể kết thúc cái dẫn lưu mình rút luôn nhưng nếu mình thấy nó nó vẫn chảy và chụp lên nó vẫn giãn thì lúc đó mình phải đặt cái cái dẫn lưu trong cố định không có để dây hoài. Thành phần của dịch não tủy thì nó gồm có đạm, có đường, có tế bào, có yông. Tuy nhiên cái tỷ lệ nó có thành phần giống như huyết tương nhưng mà cái con số của nó thì thấp hơn. Chính vì vậy mà khi mình chọc những lô thắt lưng Mình lấy dịch não tủy mình đi xét nghiệm Thì mình phải thử đường đạm và Đường đạm Và ion Và tế bào Để mình mình đánh giá coi Cái 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 sinh hóa của dịch não tủy Có thay đổi gì không Và thành phần thứ ba của dịch não tủy Là sự lưu thông song song cái sản xuất hấp thu thì lưu thông dịch não tủy là một cái yếu tố tác động đến cái quá trình tồn tại của dịch não tủy trong trong cơ thể thì nãy mình biết rồi đó hai cái não thất bên nó thông vô não thất ba nó chảy xuống não thất bốn và ra khoang dưới nhện như vậy thì hai cái não thất bên bên trái bên phải nhưng mà chỉ có một não thất ba ở giữa vậy nó nối nhau bằng hai cái lỗ thì hai cái lỗ đó tên gọi là lỗ monro à hai cái lỗ đó người ta kêu là lỗ monro bên trái một cái bên phải một cái và nó đổ xuống não thất ba nằm ở giữa từ não thất ba xuống não thất bốn thì nó đi qua một cái một cái kênh người ta kêu là cống não cống não từ não thất bốn đi ra khoan dưới nhện thì bằng ba cái lỗ là hai cái lỗ bên và một cái lỗ lỗ lớn ở giữa như vậy mình thấy trên cái sơ đồ và diễn giải đây thì mình thấy rằng cái chỗ mà dễ dễ bị hẹp dễ bị tắt nhất là là những chỗ này tại vì thất là quy một cái phòng một cái tuồng nhưng mà dồn lại có con cái cửa, nên nó thường tắt ở lỗ Monroe, nó thường tắt ở cống não và nó thường tắt ở ở ba cái lỗ này. Như vậy nếu một cái nguyên nhân gì đó dẫn đến tắt, à, nghẽn cái sự lưu thông của dịch não tủy, thì thông thường nó sẽ tắt ở ba vị trí này và nó làm gián đoạn cái đường lưu thông của dịch não tủy và khi nó gián đoạn vậy thì sản xuất ra mà không có lưu thông thì nó sẽ tích tụ và nó sẽ dẫn đến một cái giãn não thất quá mức trong tình huống này mình nên lưu ý nếu tắt một cái lỗ bên phải thì não thất bên bên phải sẽ giãn còn cái lỗ bên trái nó thông tốt á, thì mình cũng thấy có giãn một bên thôi À, ví dụ như có một cái khối u gì đó nó nằm ở đây nó nút cái lỗ này thì như vậy chỉ giãn cái bên mà bị nút thôi còn bên kia nó vẫn chảy bình thường nha như vậy người ta dựa vào cái số lượng não thất bị giãn và người ta sẽ đoán cái vị trí bị tắt ví dụ ví dụ chỉ có giãn não thất bên bên phải giãn não thất bên bên trái vậy thì khả năng nó tắt ở đây nè cái cầu bu nó đội ngay đó và nó bít hai lỗ màu rô lại thì trái phải đều giãn não thất ba có giãn không không não thất bốn có giãn không không như vậy mình gọi là giãn hai não thất đúng không nếu nó tắt ở đây tắt ở đây thì mình sẽ có là gì giãn hai cái não thất bên và giãn não thất ba đúng không vậy nếu mình đếm mà có ba cái não thất bị giãn thì người ta nói là nguyên nhân nó nằm ở cốc não và nếu nó giãn luôn cái não thất bốn thì nguyên nhân nó là ở ba cái lỗ này hoặc hoặc nó nằm đâu nó nằm ở lan lõi trong mấy cái khoang dưới nhện này à nếu giãn não thất bên giãn não thất ba giãn não thất bốn giãn luôn cái khoang dưới nhện thì nguyên nhân nằm ở đâu nguyên nhân nó nằm ở ở chỗ hấp thu đúng không sản xuất bình thường lưu thông bình thường nhưng mà hấp thu kém Nghe à, như vậy Người ta đếm số nào thất giản Người ta suy ra vị trí tắt Và người ta tìm cái nhóm nguyên nhân Ở chỗ đó Trên cái sơ đồ này thì Thì nó minh họa rõ hơn à, Cái sự lưu thông Và cái sự tắt Cái sự tắt nó nằm ở đâu ở đây ở đây ở đây tức là ba cái vị trí giống như bên này à, một số cái sơ đồ của não thất bên đây nãy mình nói rồi ha bên đây người ta cắt đi cái liềm não để nhìn thấy hai cái não thất ở hai bên não thất bên nhìn ở ở bên nhìn ở trên xuống nhìn trên xuống mình thấy hai sừng tráng sừng thấy dương sừng chẩm và ngã ba não thất đổ vô não thất ba xuống cống não ra não thất bốn và ba cái lỗ nằm đây cái này nhìn thẳng từ trước tới cái này nhìn bên Như vậy mình đã lướt qua Lướt qua về giải phẫu về sinh lý Của của hệ thống dịch não tủy Như vậy từ cái cái sự sản xuất Sự hấp thu Và sự lưu thông của dịch não tủy Người ta mới đặt ra là cơ chế Dẫn đến giãn não thất Thứ nhất là Người ta thấy rằng giãn não thất là sự rối loạn sản xuất hấp thu và lưu thông ảnh hưởng đến ba cái cái quá trình này thì dẫn đến dạng não thất và người ta chia ra thứ nhất cái nhóm thứ nhất là dạng não thất thông dạng não thất thông nghĩa là dạng não thất mà không có tắc nghẽn hay nói khác đi là giãn não thất mà liên quan đến quá trình sản xuất, hấp thu hoặc cả hai, sản xuất, hấp thu hoặc cả hai nguyên nhân phối hợp, thì người ta gọi đó là giãn não thất thông. À, tăng sản xuất trong trường hợp u, giảm hấp thu trong trường hợp viêm nhiễm, xuất huyết mình đi lâm sàng mình thấy đó mấy đứa nhỏ mà nó nó mấy đứa sơ sinh đó, sinh ra mà nhiễm trùng cuốn rốn viêm màng não thì trong trong chu sinh của nó bắt đầu đầu nó to nó bị giãn nó thất và nó dẫn đến một cái hội chứng tăng lực trong sọ có đứa nó có liền có đứa nó 6 tháng sau nó mới mới xuất hiện cái dạng nó thất nó, nó tích tụ tích tụ tích tụ người ta gọi đó là giãn não thất thông. Cái nhóm thứ hai là giãn não thất không thông. Đây là hình ảnh của những cái nhóm não thất giãn não thất mà thông. Ví dụ như đây là xuất huyết, xuất huyết não, xuất huyết não thất, xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình, xuất huyết não thất. Đó là hình ảnh của những cái nhóm mà mà giãn não thất thông còn nhóm thứ hai là giãn não thất không thông hay còn gọi là giãn não thất tắc nghẽn là người ta muốn đề cập đến cái giãn não thất ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của dịch não tủy như vậy nó sẽ nằm ở lỗ monroe ở cống não ở lỗ lusca margeni nó là lỗ bên lỗ lớn ha. Đây cái sơ đồ cho thấy là tắc ở mong rô ở cống não và ba cái lỗ ở ở não thức 4. Người ta đề cập đến cái nhóm tắc nghẽn. Thì nhóm tắc nghẽn này thường gặp lại gì? Nhóm tắc nghẽn này thường gặp lại gì? Là u. À cái này không thuốc, cái này Plea và cái này T2 người ta thấy nó có một cái khối u nằm ở lỗ môn rô nó bít cái lỗ môn rô ở bên bên phải ngay dạng nó thất bên sừng tráng bên phải sừng chẩm bên phải bên trái bình thường ha não thất ba xích xuống dưới cũng bình thường và khi tiêm thuốc thì người ta thấy nó bắt thuốc rất là đậm ha, não thất ba nằm dưới này bình thường thì nó giống như một cái giải nó tắt nghẽn và tắt ở lỗ mông rô bên bên phải vậy trong tình huống này người ta chẩn đoán là một cái u ở lỗ mông rô bên phải à, cái u này có thể là một cái epandimoma có thể là một cái u đám rốt mạch mạc như vậy là nó phối hợp vừa tăng sản xuất vừa vừa tắt nghẽn Hoặc là trong cái hình này mình thấy một cái khu rất lớn nằm ở não thất 4. Như vậy nó nằm ở đây. Nó 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 lóc cái đường dẫn truyền dẫn dịch não tủy từ trên xuống. Nó ba cái lỗ chui ra của dịch não tủy và dẫn đến một cái khối trống chỗ ở não thất 4. Và người ta kêu là u não thất 4. Hình dưới này thì cho thấy đó là một cái u ở vùng tuyến tùng nó chèn ở mặt sau của cái cống não và nó dẫn đến là giãn não thất bên hai bên giãn não thất ba à, như vậy là nó giãn ba não thất và khảo sát người ta thấy nó có một cái u ở vùng tuyến tùng có nghĩa là nó ở ngoài và nó đẩy vào trong cái cống não nó phía ngoài hệ thống não thất nó đẩy vô trong cống não làm tắt cống não và dẫn đến cản trở quá trình lưu thông Hậu quả là gì? Hậu quả khi mà mất bù qua giai đoạn còn bù đến mất bù thì dẫn đến một cái hội chứng tăng áp lực trong sọ. Như vậy trong tình huống này mình sẽ có nếu áp lực trong sọ tăng thì sẽ rối loạn tuần hoàn ở trong sọ. Có nghĩa là máu đi lên sẽ rất là khó. Máu mà muốn lên được thì phải thắng cái áp lực trong sọ thì mới lên được đúng không mình có công thức đo áp lực trong sọ ICP bằng áp lực động mạch trung bình ha à, bằng áp lực động mạch trung bình tức là sau khi mình lấy uh, động mạch uh, tâm uh, quý áp tâm thu tâm trương cộng lại mình chia thì mình phải lấy áp lực trong động mạch trung bình mình trừ đi thì mình áp lực trong sọ đang có mình mới ra một cái áp lực tưới máu não nếu con số đó tiến về không Thì nghĩa là không có máu lên nuôi Do vậy nó giải thích được Ở giai đoạn đầu Giai đoạn đầu Của hội chứng tâm lực trong sọ Thì thì sao Thì huyết áp tăng Đúng không Giai đoạn đầu của hội chứng tâm lực trong sọ Là mạch nhanh và huyết áp tăng để để đẩy được máu lên nuôi não thì quý áp phải tăng thắng cái áp lực trong sọ thì máu mới lên nuôi được nhưng mà nếu lên mà nó bị ứ động trên đó nó tích tụ trong mấy cái son tĩnh mạch nó về cũng được nó về cũng được thì nó lại làm tăng áp lực thủy tĩnh nó lại làm tăng áp lực trong trong sọ thành một cái dòng lẫn quẩn và cuối cùng áp lực trong sọ lại tiếp tục tăng tăng tới một lúc nào đó không thể quý áp tăng hoài đúng không thì dẫn đến mất mất bù dẫn đến tăng áp lực trong sọ và dẫn đến là không có không có áp lực tưới máu não và như vậy là cái não sẽ thiếu máu nuôi não sẽ thiếu máu nuôi và lúc đó là chính thức là chết não Nha. Đó là tại sao mà mình học lý thuyết Mình nghe người ta nói lúc đầu là nó tăng Sau đó bắt đầu là mạch chậm Rồi bắt đầu quý áp xuống Trong lời rồi đi Nha. Như vậy một cái rối loạn tuần hoàng Sẽ dẫn đến một cái Một cái tổn thương Không hồi phục của mô não mà mình biết rồi não là tổ chức thần kinh trung ương do đó nếu nó không hồi phục thì dẫn đến là di chứng thần kinh bệnh nhân có thể sống thực vật bệnh nhân có thể sống thực vật bệnh nhân có thể mất những cái chức năng thần kinh ở những cái nhánh những cái vùng trung tâm mà bị chi phối bệnh nhân có thể thất điều, có thể mù mắt ha, có thể chậm phát triển tâm thần và cuối cùng nếu mình không làm gì hết thì bệnh nhân sẽ tử vong. Ở trong thực tế lâm sàng á, khi bệnh nhân bị hội chứng tâm rồi trong sọ mà chưa đến mức ngoại khoa đó thì bệnh nhân sẽ được đẩy vào trong hồi sức thần kinh. Ở hồi sức thần kinh người ta sẽ cắm một cái capter vào trong não. Người ta đo áp lực trong sọ. Các lực trong sọ nó sẽ tác động lên cái cảm thụ quang của cái capter và nó dẫn ra một cái máy cái máy sẽ chuyển cái thông số đó thành một cái con số gọi là áp lực trong sọ ICP à, lúc đó mình lấy cái capter đó mình cắm vào trong cái monitor mà hồi sức thì nó sẽ cộng vô cái áp lực động mạch trung bình nó trừ cho cái ICP để nó ra cái PPP tức là áp lực tưới máu não nếu con số đó dương thì còn máu lên nuôi mà nếu con số đó tiến về số 0 nghĩa là bệnh nhân sẽ chết não Và đó là một trong các cái tiêu chuẩn chẩn đoán chết não chẩn đoán cái đó là phải bằng con số phải bằng cụ thể chứ không phải khơi khơi rồi mình nói nó chết não rồi, rồi cho tạng đi rồi chút xíu cái tự nhiên thấy nó có phản xạ lại là không được tất cả con số nó phải đi nó phải đi song song với nhau thậm chí người ta đo điện não nó sẽ là một cái đường thẳng điện ha thì lúc đó là kết luận chết não thì khi bác sĩ kết luận chết não thì cái người tư vấn viên á mới kêu người nhà để tư vấn Hiến bạn người tư vấn viên đó không phải là dân y khoa thường là lấy dân luật dân chữ thập đỏ không phải là dân y khoa người ta chỉ nhận cái tin là có một ca chết não rồi người ta tư vấn hiến tạng chứ người ta không được quyền là dân y khoa nghĩa là mình mình là bác sĩ hồi sức thần kinh mình là bác sĩ ngoại thần kinh mình chỉ nằm trong cái tổ chẩn đoán chết não rồi khi mình kết luận chết não thì cái người kia mới là tư vấn để để cho tạng rồi sẽ có một cái quỹ ban à, mình sẽ báo với một cái quỹ ban lấy tạng để người ta phối phối hợp Ai lấy thận, ai lấy gan, ai lấy giác mạc, ai lấy tim, ai lấy phổi. Thì lúc đó mới tận dụng hết tối đa cái cái mô tạng mà mà cái người bệnh nó cho, người bệnh nó hiến. À, bây giờ bây giờ cũng tương đối người ta quen cái từ đó. Chứ hồi mà mới ra đó, mình tư vấn hiến tạng người ta ngợp lắm. Người ta không có chịu. Thậm chí ấy, nó còn liên quan đến cái chuyện mua bán nữa. Nghĩa là sao? Cái người đó mất. Mình nói hiến tạng. Mình nói hiến tạng. Thì cái người mà nhận á. Người ta muốn cho tiền. Cái người mà nhận tạng á. Người ta nói. Cứu được người nhà người ta mà. Người ta muốn cho tiền. Mà nếu mà cho không khéo á. Nó thành mua bán. Bây giờ nguyên tắc là không có biết cái người cho tạng và lấy về ủy ban quốc gia rồi điều phối phân người này phân người kia phân người nọ nhưng mà mình không có nói là tạng nó của ai miễn là phù hợp như vậy với những cái lý thuyết nãy giờ từ giải phẫu sinh lý cho tới cơ chế thì bây giờ mình có thể dễ dàng bước qua cái nguyên nhân dẫn đến chẳng nó thất Thứ nhất là dị tật bẩm sinh hệ kinh trung ương Bắt đầu từ lúc mới đẻ ra Từ trong bào thai luôn Nó đã có bất thường của hệ thần kinh trung ương Ví dụ nó hẹp Nó hẹp cống não từ trong bào thai Nghĩa là cái gì? Khi siêu âm đứa bé đó từ trong bào thai Người ta đã thấy nó giãn nó thất rồi Nha. À thì mình có nguyên một bài dạy tật bẩm sinh hiện kinh trung ương thì thì nó là nó nằm trong cái dạng là cái gì là tắc nghẽn đúng không cái nhóm thứ hai là u trong sọ thì đa phần u là tắc nghẽn u trong não thất u ngoài não thất đè vô à, ví dụ như u đồi thị nó chèn vô cái cái lỗ mông rô chứ không phải nó nằm trong não thất nó mới gây gây tắc nó nằm bên ngoài nó đè vô cũng tắc một cái u tuyến yên một cái u sọ hầu cao lên nó đẩy cái sàn não thất ba và nó gây tắc lỗ mông rô này cũng gây giãn não thất nhưng mà cái u đó hoàn toàn nằm nằm ngoài não thất nha à, ví dụ u vùng tuyến tùng cũng nằm ngoài não thất nó đè vô trong cống não và nó gây giãn ba não thất nhóm thứ ba là nhiễm trùng ví dụ là viêm màng não à, nhiễm trùng huyết dẫn đến dẫn đến sơ hóa sơ hóa cái hệ thống hấp thu và dẫn đến giãn não thất ứ động bởi sự hấp thu không đầy đủ. À, người ta xếp nó vô nhóm là giãn não thất thông. Nhóm thứ tư là xuất huyết bằng não. Thì nó cũng giống như nhóm trên, tức là giãn não thất thông. Và cuối cùng là chấn thương sọ não. Thì chấn thương sọ não nó có thể gây xuất huyết ngoài mần cứng, dưới mần cứng, dưới nhện, trong não thất à, tất cả đều dẫn đến một cái hậu quả là là di chứng và dẫn đến một cái trạng não thất do ứ động trước khi vô lâm sàng với những cái lý thuyết nãy giờ mấy em có có ai hỏi gì không có thắc mắc gì không tôi nghĩ cái 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 phần nhắc lại giải phẫu sinh lý đó nó nó gợi lại tối thiểu để mình mình hiểu cái cơ chế bệnh sinh và từ cơ chế bệnh sinh đó mình qua cái lâm sàng này nó nó khá dễ nó khá dễ bởi vì triệu chứng về lý thuyết nó chỉ là biểu hiện ra bên ngoài bởi cái cơ chế sinh lý bệnh nếu bây giờ mấy em đã nắm cái sinh lý bệnh rồi thì mấy cái này nó nó mình mình có thể diễn được, mình có thể hình dung được, có thể mình đọc qua là mình nhớ liền, ha, à, không không cần phải thuộc lòng. Ví dụ mình nói là có những cái tổn thương ở ở bào thai như vậy thì ngay từ trong trước sanh. người ta đã có thể chẩn đoán giải não thất bằng siêu âm siêu âm ha, đặc biệt là siêu âm qua ngã âm đạo. Lúc đứa bé nó chuối cái đầu xuống rồi thì siêu âm qua âm đạo với cái thành nó rất là mỏng. Người ta có thể phát hiện các cái dị tật bẩm sinh của hệ kinh ương À bên sản á, họ có một cái đặt một cái quy định, nếu phát hiện dị tật bẩm sinh của hệ kinh ương thì họ sẽ khuyến cáo kết thúc thai kỳ. Bởi vì dị tật này nó sẽ kéo theo các dị tật khác nữa. À, từ trong bào thai, cái quá trình hình thành cái màu thần kinh, ống thần kinh, à, dân 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 dân, mà bị rối loạn, thì những cái tạng nó cũng bị thay đổi. Tim nó cũng có vấn đề, ruột nó cũng có vấn đề, dân dân, nên thường người ta sẽ kết thúc thai kỳ. Vấn đề là, cái lúc phát hiện là bao nhiêu tháng, và chọn lựa cách kết thúc là như thế nào nha thì đây là một số cái hình ảnh siêu âm thấy não thất giãn vừa rồi mình có mấy ca à, thông tin từ trong bào thai đi đồng với lại từ vũ phối hợp Ta thông tin qua bào thai để để cứu những đứa bé mà có dị tật tim từ trong bào thai nhưng mà mổ cái này trong bào thai tôi chưa thấy à, mình chưa có mổ cái này qua từ trong bào thai mà đa phần bên sản phát hiện thì người ta sẽ kết thúc thai kỳ như vậy là bước đầu tiên là những đứa trẻ chưa sinh phát hiện từ trong bào thai qua cái thăm thám thường quy qua cái siêu âm đến khi đứa bé đẻ ra thì ngay từ tháng đầu ở cái tuổi nhũ nhi thì nó có những cái dấu chứng gì thông thường một cái đứa nhỏ mà trong một tháng tuổi á, nó chỉ có ăn với ngủ thôi nó nó bú đủ lăn ra ngủ ngủ đã đói khóc khóc thì cho bú bú xong rồi ngủ chỉ có nhiều đó thôi như vậy thì cái đầu tiên á nó sẽ thay đổi cái thói quen đó nghĩa là giờ nó không bú nữa nó khóc suốt hoặc nó không khóc nó, nó đơ luôn tức là nó thay đổi cái thói quen của một cái đứa trẻ nhũ nhi nè rồi bỏ bú khóc hoặc là mình cho nó bú một chút là nó nó khóc tới ói luôn tới ói ra luôn nói xong lả người ngủ ly bì mê luôn Và như vậy cái cái đó lặp đi lặp lại à, đứa trẻ nhũ nhi thì cái vòng đầu nó chưa có mấy cái khớp xương nó chưa có hèn à, khớp xương ở ở trẻ nhũ nhi sẽ là nó cài răng lược như vậy ví dụ như khớp liên đính khớp thái dương tráng khớp tráng chẩm À, thái dương chậm vân vân. Thì nó gài nhau như vậy. Nó chưa dính. Nếu mà áp lực trong sọ tăng do giãn não thất thì cái não thất nó giãn và nó đẩy mấy cái khớp này bung ra. Đúng không? Đẩy khớp này bung ra. Vậy thì cái vòng đầu sẽ tăng rất là nhanh. Mỗi ngày nó ran miếng rang miếng rang miếng. Vậy cái vòng đầu sẽ rất là nhanh mình sờ á, mình sẽ thấy được cái cái răng lược này ở dưới tay ha mình mình búng lên đó búng lên cái cái chỗ này mình sẽ thấy nó khô ở nhau cái khớp này nó khô với nhau ha và người ta thấy đó cái tiếng đó tiêu gọi là tiếng chậu nứt cái tiếng chậu nứt nó rè rè mình, mình hình dung có một cái chậu nó bị nứt mình không phát hiện nhưng mà khi mình mình đổ nước vô mình để xuống đất cái mình nghe cái tạch một cái ly nước nó nứt mình không phát hiện nhưng mình đổ nước vô mình để xuống bàn cái mình nghe cái tạch thì cái tiếng đó là ma sát của chỗ chỗ nứt thì cái này cơ chế nó cũng giống vậy tức là hai cái khớp xương nó khua với nhau người ta đặt tên cho nó là tiếng chậu nứt khi vòng đầu nó tăng nhanh như vậy thì cái da đầu nó giãn không kịp do đó da đầu nó rất là mỏng nó dẫn đến ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch do đó mình thấy tĩnh mạch nó cương tụ ở dưới da đầu ha. y như cái hình của đứa bé đó nếu đứa bé còn thóp thì mình sẽ thóp nó căng phòng căng cứng như xương luôn á và không đập trong khi cái thóp đó là cửa sổ để mình cái người bác sĩ nhi người ta thăm khám rất là thường xuyên qua cái thóp đó người ta có thể rờ cái đầu nó người ta để cái tay lên cái thóp người ta coi nó đập làm sao để người ta biết sức khỏe của nó để đây nó cứng ngắc nha à, thỉnh thoảng đó, nó sẽ tự nhiên nó gồng hoặc nó gồng theo theo tiếng động một cái nhúc nhích gì đó là nó gồng gồng tăng trương lực cơ À, con mắt nó sẽ bị đẩy ra đằng trước và xoay xuống con mắt tròn như viên bi đúng không thì trong tình huống này khi áp lực trong sọ tăng á, nó sẽ đẩy con mắt ra phía trước và nó đẩy con mắt xoay xuống do đó người ta thấy rằng cái cái nhãn cầu của nó có xu hướng đi xuống và người ta ví nó là mặt trời lặn À, người ta ví nó là dấu mặt trời lặng đương nhiên cái, cái áp lực trong sọ tăng thì cái 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 tuần hoàn ở đáy mắt nó sẽ bị thay đổi. Nếu mình soi được đáy mắt mình sẽ thấy nó thì cương tụ tĩnh mạch, có thể có xuất huyết ở đâu. và nếu mình không giải quyết gì hết thì sẽ xuất hiện gì? sẽ xuất hiện teo gai đeo ghe thị và mù và mù nhưng mà trong tình huống đứa bé này nó sớm lắm cái mình thấy đầu tiên là con mắt nó lộ ra và nó xoay xuống mà ta ví cái đó là mặt trời lặn à, tiền căn sản khoa những đứa bé này nếu mà nó nó qua được cái giai đoạn ban đầu thì mình có thể hỏi lại cái tiền căn sản khoa sanh xong nó có nằm dưỡng nhi không nó nằm bao lâu nó có bị nhiễm trùng cú rốn không nó có viêm màng não không nó có xuất huyết do sang chấn sản khoa không thì những cái đó nó thành cái 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 tiền sử của đứa bé ha nhiều khi mình hỏi người mẹ người mẹ không biết nhưng mà nói sanh ra thì gửi dưỡng nhi dưỡng nhi giữ hai ba tuần rồi mới thả về thì cái nguyên nhân giữ hai ba tuần là cái gì thì bắt đầu mình truy ra thì nó mới ra là có nhiễm trùng rúng nó có viêm màn não nó có xuất huyết do chấn thương à, sang chấn sản khoa trong lúc xanh vân vân thì đó là nhóm nguyên nhân giải nào thất thông à, nó giảm hấp thu lớn lên một chút nữa lớn lên một chút nữa đứa bé nó phát triển nó trưởng thành hơn nó có thể đi học nó có thể chơi thì cũng giống vậy cái đầu tiên là đứa bé đứa trẻ này sẽ thay đổi thói quen thông thường á là nó ăn nó đi học rồi nó chơi mình cứ thấy là nó về cái gì nó cũng bóc cái gì nó cũng dọn cái gì nó cũng hỏi nó chạy không hả nó không em đi nhiều khi mình mình, mình giữ một đứa bé mình thấy bực bội là lúc nào nó cũng phá rồi mình phải đi dọn đồ cho nó nhưng mà mình chỉ mệt về về sức thôi nhưng mà nếu nó không chơi nó nằm yên một chỗ đó, thì mình còn mệt hơn về tinh thần nha nghĩa là nó thay đổi cái thói quen đầu tiên nếu nó đi học rồi á thì cô sẽ kêu ba mẹ đi vô họp phụ huynh hoài Nói sau này sao gần đây con của ông bà nó học xuống lắm nó nó không có tập trung nó vô đây nó cứ kêu nhức đầu nó cứ kêu mệt rồi nó bỏ ăn rồi nó tới giờ học thì nó xuống phòng y tế nó nằm lúc học thì cảm thấy nó lo ra rồi nó cứ gục xuống bạn ngủ ở nhà nó có chơi game không nó có gì không nó có yêu không yêu sớm quá không mình thấy nó không có tập trung học bài trong lớp nó lo ra thì những cái đó là những cái thay đổi về thói quen thay đổi về thói quen để dẫn đến một cái một cái học kết quả học tập là xa xúc tiếp tục để thì bắt đầu xuất hiện hội chứng tháp thất điều rối loạn vận nhãn tức là bắt đầu nó liệt sáo mắt nó không liếc ra ngoài được nữa đúng không? Nếu mà áp lực trong sọ tăng á, thì cái dây sọ tổn thương đầu tiên á, là dây số 6 dây số 6 là vận nhãn ngoài, mà nếu không liết được mắt ra ngoài thì người ta kêu là liệt sáo hay gọi là lé, lé trong, mà nếu đã liệt sáo thì sao thi? Đúng không? Liệt sáu đâu có thi được, đâu có dòm cái bên được đúng không mình nhìn là bên đây mình phải thấy cái bóng bên đây mình thấy bây giờ liệt sáo nó đổ vô trong rồi, mình chấp bên đây rồi thì mình thi vậy là mình chấp người ta rồi đúng không nên liệt sáo là một cái hạn chế rất là lớn và ở người trưởng thành tất cả xương đã đóng hết rồi thì nó sẽ dẫn đến một cái hội chứng tăng áp lực trong sọ điển hình cái bài này mình học riêng đúng không mình biết rồi ha nhất là cái gì đau đầu thứ hai nôn thứ ba phụ ghe thị ha. ba cái triệu chứng này là trung thành điển hình nếu mà chi tiết nữa thì nhức đầu kiểu gì nôn kiểu gì à, nhức đầu thường về sáng thường về sáng làm cho người bệnh phải thức dậy luôn lúc đầu có thể uống một viên Panadol nó chịu nhưng sau đó không có đáp ứng nữa và nức đầu kèm theo nôn và buồn nôn nôn thì nôn vọt vọt thành vòi giống như là bóp vô một cái phọt ra vậy đấy và nôn xong thì giảm nhức đầu nôn không liên quan đến bữa ăn và thường nôn cũng sẽ vào buổi buổi sáng sớm phù gai thì thường phải tăng áp lực trong sọ 2 tuần thì bắt đầu mới rối loạn ở đáy mắt và mình mới thấy phù gai thị và cũng tương tự khoảng thời gian đó nếu mình giảm áp lực trong sọ rồi tức là mình điều trị rồi thì hai tuần sau mới hết cái dấu chứng phù gai thị nha nghĩa là phù không phải nó mới tăng đó mình soi nó phù đâu không có hai tuần sau nó mới bắt đầu xuất hiện phù và ngược lại nếu mình đã dẫn lưu dịch não tủy mình soi đáy mắt kiểm tra thì phải hai tuần sau nó mới hết phù và nhớ là phù nó có liên quan đến phù toàn thân nếu phù do thận do tim do gan thì đáy mắt nó cũng phù phù do dinh dưỡng nó cũng phù nghĩa là gì mình soi đáy mắt mình thấy phù mình đừng có dội kết luận nó tăng lượng sợ mình phải coi mấy cái kia có không mình loại hết hoặc là mình đưa nó vô là nó có nhiều cái triệu chứng liên quan của hội chứng tăng áp lực trong sọ mình mới nói là tăng áp lực phù do tăng áp lực trong sọ còn mình chưa loại được thì mình khoan kết luận nha nên có nhiều người nói vô sau đáy mắt thấy phù phù tăng áp lực nó nhiều nguyên nhân lắm mà mấy cái bệnh bệnh toàn thân á ở đâu phù thì nó cũng phù mình lưu ý cái đó Vì vậy nếu mình có mình có làm bài uh, kiểm tra mình có làm bài thi hết học phần mà người ta diễn tới đây thì mình phải liệt kê cái hội chứng tâm lực trong sọ ra chứ không phải mình viết giống như trên bảng là mình chấm nha nếu mình chấm nghĩa là mình mình không có diễn đầy đủ cái cái hội chứng tâm lực trong sọ mình phải kể ra thì nó mới đầy đủ cái cái phần triệu chứng lâm sàng. Đặc biệt ở người trưởng thành thì người ta chia làm hai thể, thể cấp tính và thể mãn tính. Thể cấp tính nghĩa là nó đến đột ngột, nó đến rầm rộ thì hội chứng đặc lực trong sọ là rõ ràng là điển hình. Nhưng nó còn có một cái dạng là mãn tính. Hay người ta gọi nó là giãn não thất mà áp lực bình thường a à, dạng não thất mà áp lực bình thường với cái tên tiếng anh đó có nghĩa là mình chụp lên đầy đủ dấu chứng của một cái dạng não thất thậm chí người ta đặt cái cách tơ vô người ta đo người ta thấy nó không có tăng áp lực trong sọ không tăng nhưng mà đầy đủ dấu chứng trên hình nó đọc và đặc biệt là có tam chứng ha kim nghĩa là cái gì là sa sút trí tuệ là rối loạn dán đi và tiểu dầm cái 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 người mà bị mãn tính đó đó người ta không có thăng bằng nên khi người ta đi người ta đi như này. nè ta đi mỗi lần có nửa bước chân thôi và đi không dám dở cái chân lên mà người ta đi người ta phải lết vậy. Mục đích là để giữ thăng bằng. Và người ta đi lết lết vậy cứ một lần nửa bước nửa bước vậy đó. Nha. Thì người ta kêu là sa sút trí tuệ, Lối loạn dáng đi và tiểu dầm. Thì những người bệnh đặc biệt là người lớn tuổi mình hay gặp cái dạng này. À, hay gặp dạng này thì người ta chẩn đoán là một cái giãn não thất áp lực bình thường như vậy thì ngoài cái lâm sàng ngoài cái lâm sàng thì những cái yếu tố nào về cận lâm sàng sẽ có trong hội chứng tâm lực trong sọ và thúc mình đến một cái một cái chẩn đoán xác định để mình mình quyết định cái hướng điều trị Thứ nhất là siêu âm tiền sản. Thì cái này một cái thai kỳ nào cũng siêu âm. Nó thường quy rồi đi khám định kỳ và siêu âm. Thậm chí một số người ta còn phải xét nghiệm máu rồi nước ối để mà coi nó có bất thường gì không. Bây giờ cái 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 phát triển của sản cũng cũng tốt lắm rồi. Ngoài cái siêu âm 3D, 4D, 5D, bây giờ người ta làm những cái xét nghiệm máu rồi người ta chích ngừa gần như là một cái cái phát triển của của thai bây giờ hoàn chỉnh, người ta có thể phát hiện những cái dị tật sớm ha, từ xử máu để mà mà quyết định cái chuyện mà để hay không để, ha, song song đó là siêu âm để phát hiện giãn não thất. Thứ hai là ở trẻ nhũ nhi thì người ta sẽ siêu âm qua thóp, nè mấy đứa mà sinh ra trong vòng tháng tuổi trong thời gian thóp nó còn người ta sẽ siêu âm qua thóp ta coi dưới nó có giãn không thứ ba x quang thì thông thường để chẩn đoán giãn nó thất người ta không có chụp x quang không có chụp x quang mà chụp x quang nó chỉ có do người ta chụp X-quang tình cờ à, Do chấn thương Do một cái gì đó Rồi người ta cho chụp X-quang sọ Thì vô tình người ta phát hiện Các cái dấu chứng này Chứ còn mình mà nói là Giảng nó thất thì không ai cho đi chụp X-quang hết Nha Thì trên cái hình X-quang Người ta sẽ thấy cái gì Thứ nhất là giảng khớp sọ Thì nãy nói rồi Mấy cái răng cưa nó sẽ bung ra Thứ hai là bào mòn hố yên Thì mình thấy đây là máu máu yên trước Máu yên sau Ở giữa là hố yên Mình kêu nó là cái hố Tại vì nó là giống như vậy nè Một cái máu trước máu yên sau Nó có cái cổ và ở dưới nó bọng Nên cái tuyến yên nằm trong Ta kêu là hố yên Thì bây giờ á, áp lực trong sọ Dội xuống mấy cái máu á làm cho mấy cái máu nó mòn đi Và nó mở cái miệng ra và lúc đó nó chỉ thành còn cái máng thôi chứ nó không còn cái cái hố yên nữa hay người ta dùng từ là nó bị bào mòn hố yên đó là do cơ chế áp lực trong sọ dội xuống và cái cái phần xương nó bị bào mòn đi à, vỏ xương thì mỏng bình thường xương sọ có hai lớp lớp ngoài lớp trong là cái lớp rất là cứng rất là chắc mình muốn khoan sọ mình phải dùng một cái mũi nhọn mình khoan qua cái lớp vỏ phải khoan qua được lớp vỏ thì mới vô được cái lớp xốp và vô hết lớp xốp sẽ tới cái lớp vỏ trong và cứng như là lớp vỏ ngoài ha à, nghĩa là cái gì nếu mà cái mũi khoan mà nó, nó, nó mòn á là không lủng á không có thủng được á đương nhiên đó là người trưởng thành nha <C1> Còn nếu mấy đứa nhỏ nhỏ thì cái xương nó rất là mỏng Nhiều khi không có cần cái khoan nó Lấy cái mũi dao quấy 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 lũng lỗ Tại xương nó mỏng lắm Lúc lúc mình vô mổ mấy đứa nhỏ đó Cái xương nó mỏng như tờ giới quyến à, Lấy cái lấy cái mũi tù quấy 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 cái lũng cái lỗ rồi Tại xương nó không có chất à, Vỏ xương rất là mỏng à, Dấu ấn ngón tay khi mà não á, bị bị não thất ở trong ở giữa nó đẩy não ra và các cái hồi não á, sẽ ấn vô trong cái mặt trong xương sọ thì mặt trong xương sọ chỗ nào mà có mấy cái hồi não á, thì chỗ đó bị khuyết nhiều hơn so với những cái chỗ mà không có hồi như vậy thì vô tình mình chụp cái xoan mình sẽ thấy cái chỗ trắng là xương nhiều cái chỗ đen là xương ít và nó ra cái hình giống như mình Mình bấm ngón tay lên trên Trên một cái mặt phẳng vậy à, Người ta kêu đó là dấu ấn ngón tay Là do cái mật độ Mật độ xương Của hai cái bảng nó không đồng đều Nha Đó thì tôi Tôi minh họa cái Cái à, hố yên Bị chuyển thành cái máng yên do bào mòn cái hố yên à, về chẩn đoán hình ảnh người ta muốn nghĩ đến dạng não thất thì cái đầu tay người ta sẽ chụp cái CT scanner cái CT nó đủ để người ta chẩn đoán có một cái hiện tượng dạng não thất người ta sẽ đếm coi dạng mấy não thất A, à, CT là đủ. Nhưng mà nếu muốn phát hiện cái nguyên nhân dẫn đến nhà nó thất thì thường người ta sẽ chụp cộng hưởng từ. chụp cộng hưởng từ. Thì trên CT hoặc là trên cộng từ, người ta sẽ thấy gì? Có dạng não thất không? Dạng bao nhiêu não thất? Người ta sẽ ghi nhận thêm gì? Ghi nhận thêm cái nguyên nhân gây dạng não thất. Cái vậy nếu bây giờ nó giảng Em này nó giảng Em này nó chưa giảng Em này nó giảng Em này nó, giảng, em này nó chưa giảng Sao cãi Đúng không Thì phải có con số cụ thể Thì từ đó người ta mới đưa ra những cái chỉ số Ví dụ như là chỉ số lượng tráng Chỉ số hai đuôi Sừng thái dương lớn hơn 2mm À hồi nãy nói rồi Hoặc là hiện tượng thấm dịch qua màng nội tủy Đây là bốn cái dấu chứng mà mình có thể kiểm soát trên trên hình ảnh học trên CT hoặc trên cộng từ nha bây giờ bốn cái dấu này là chỗ nào thứ nhất đó chỉ số lượng tráng nghĩa là gì người ta lấy một cái cúp cắt ngang trên CT cho anh em ra đều được xong người ta lựa một cái một cái cúp cắt ngang có cái dạng nó thất nhiều nhất người ta sẽ đo cái đường màu đỏ đi qua hai cái sừng trán sau đó cũng trên cái mặt phẳng này người ta đo ở mặt trong của xương sọ một cái đường và người ta lấy cái đường đỏ chia cái đường đen thì mình sẽ có một cái tỷ số a à, thì người ta kêu cái đó là chỉ số lưỡng trán index là bifontane Bình thường thì chỉ số này là 0.3 0.3 từ 0.3 đến 0.4 người ta kêu là theo dõi giãn não thất. Và khi tỷ số này lớn hơn 0.4 thì người ta gọi là giãn não thất. Nha vậy khi mình đi thực hành, mình có thể lấy một cái phim ra, mình dùng thước, mình đo, rồi mình lập cái tỷ số để mình biết nó là bao nhiêu. Cái này người ta kêu lại gì là triệu chứng hình ảnh học. Bây giờ mình nói là có giãn não thất, IBF bằng lớn hơn bằng 0,4, vậy là giãn não thất. Ha. Thứ hai là chỉ số hai đuôi, thì cũng giống vậy. người ta cũng đo cái đường kính ngang của đây sao nó mờ căm à cũng một cái đường đỏ ở ngay nhân đuôi và trên đó người ta đo cái một cái đường ngang đây ta lập cái tỷ số và người ta sẽ kết luận là cái tỷ số hai đuôi nhưng mà trên lâm sàng thì thường mình sẽ sử dụng cái cái chỉ số lưỡng tráng thứ hai là thứ ba là sừng thái dương bình thường sừng thái dương không có bây giờ mình thấy sừng thái dương nó xuất hiện và cái cái đường kính ngang của sừng thái dương lớn 2 mm thì gợi ý một cái dạng nào thất đây là sừng thái dương trên CT chỗ này là cái khoang dưới nhện ha cái rảnh rảnh bên đó và mình sẽ thấy được cái cái nguyên nhân gây giãn não thất ví dụ đây là u à, ví dụ thấy là u và thứ tư là hiện tượng thấm dịch qua màng nội tủy thì trên CT á, cái cái thành não thất á, thường là nó rất là nét nhưng khi có hiện tượng thấm dịch qua cái có hiện tượng mà ứ dịch não tủy trong não thất á, thì cái các cái tế bào ở thành não thất nó bắt đầu nó nó giãn ra cái sự kết dính nó bị bị giảm và nước đó, nó sẽ thấm qua đó và khi nó thấm nước nước đó là dịch não tủy xuyên qua cái màng cái thành của não thất thì cái thành nó sẽ không có còn nét nữa và lúc đó người ta gọi là hiện tượng thấm dịch qua màng nội tủy ví dụ như mình thấy ở sừng sừng chẩm của nó rất là nét ha, nhưng mà ở sừng tráng không có giới hạn chứng tỏ là có hiện tượng thấm dịch cái hiện tượng này thường thấy ở sừng tráng nhưng khi mà, mà thấm nhiều thì sừng chẩm cũng thấy luôn ví dụ như khi tôi chuyển nó qua chụp cộng từ thì tôi thấy thấm dịch thấm dịch thấm dịch sừng tráng thấm dịch sừng chẩm thấm dịch dịch não tủy ở trong não thất là nó đen vậy nè nhưng mà khi nó lem ra ngoài vậy ở thì player đó trên một cái sung đó, thì người ta thấy nó thấm dịch ra ra thành não thất khi mà có hiện tượng thấm dịch là có cái hiện tượng nước xuyên thành thì cái giá trị cái dấu chứng này là cái dấu chứng rất quan trọng bởi vì nó đòi hỏi mình phải có một cái can thiệp Một cái can thiệp Ví dụ mình có những người giảng não thất Mà áp lực không có tăng Ví dụ như cái ca mà mãn tính Thì mình từ từ Mình test, mình xét nghiệm, mình làm đủ thứ Nhưng mà ở những người mà có cái dấu chứng tăng áp lực này Xuyên thành này Thì buộc mình phải có một cái thái độ xử trí Ít nhất là điều trị nội khoa là phải thuốc phải cho thuốc, à, phải cho hồi sức, phải làm mọi cái gì đó để giảm áp lực xuống. Nếu nếu không đáp ứng thì mình phải can thiệp bằng ngoại khoa, nghĩa là mình phải lấy nước ra ngoài, hoặc là mình đi dẫn lưu, dẫn lưu để luôn cái ống ở trong người, à, là dẫn lưu trong, à, thì nó đòi mình phải có một cái can thiệp chứ không phải mình mình đọc cái dấu này xong rồi mình bỏ qua nó buộc mình phải có thái độ à, ví dụ mình chụp mình cho người ta chụp xong về thấy dấu này là phải cho thuốc là phải can thiệp cho thuốc nghĩa là điều trị nội khoa thì người ta thấy rằng điều trị nội khoa trong giảng não thất là điều trị tạm thời mục đích là gì là nâng tổng trạng là lấy cái khoảng thời gian đó để chờ đợi kết quả xét nghiệm chờ đợi ý kiến gia đình ha à, chờ đợi mình chuẩn bị một cái cuộc mổ tại vì điều trị nội khoa nó không có vĩnh viễn mà nó chỉ tạm thời mà thôi thì điều trị nội khoa người ta làm cái gì người ta làm tăng áp lực thẩm thấu ở trong máu tăng áp lực thẩm thấu trong máu thì về nguyên tắc thẩm thấu là gì nó sẽ rút nước tế bào ở trong lòng mạch mà tăng dịch tăng áp lực thẩm thấu thì nó sẽ lấy nước trong tế bào ra và kết quả là gì là bệnh nhân sẽ đi tiểu nhiều là tế bào bị mất nước thì trong đó có tế bào não một cái nguyên tắc ở đây là truyền dung dịch u trương Ví dụ muối mình là 9 phần ngàn Là đẳng trương Bây giờ anh truyền 9 phần trăm Và phải truyền nhanh Truyền 80 giọt đến 100 giọt một phút Đổ vô ào 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 luôn Thì khi vô lòng mạch Nó tăng áp lực thẩm thấu Rút nước tế bào Thì mình lấy nước ra Và thải ra một cái lượng nước đáng kể Để làm giảm áp lực nội sọ Manitol 20% là chất không hấp thu khi mình truyền vô nó tăng áp lực thẩm thấu và rút nước tế bào và nó thải ra. Trước đây người ta còn truyền luco 30%, truyền vô 80 giọt, 100 giọt phút. À, nó rút nước ra, rút nước tế bào ra và nó nó làm cho bệnh nhân tiểu nhiều. Cái nguyên tắc của cái này là truyền nhanh. sử dụng cột TQX để làm bền vững. À, bền vững thành tế bào, bền vững cái cái thành mạch. Ở đây là những cái cột TQX tác dụng nhanh. Cái cột TQX này nó có tác dụng rất là tốt trong những trường hợp bệnh lý. Có những bệnh nhân tăng áp lực trong sọ, vô lơ mơ, ói mửa, tri giác rối loạn. Nhưng mà mới xài chừng một liều corticoid là thấy tỉnh táo hẳn luôn. Như là thuốc tiên vậy đó. Vô là não phù rồi đủ thứ hết mà cho một liều corticoid vô là là bệnh nhân tỉnh lại luôn. Có người tỉnh lại không chịu mổ luôn, đòi về luôn, tại vì thấy hết triệu chứng rồi. Người ta vô gì cái đó bây giờ mới có một vài liều corticoid. người ta thấy hồi phục hết rồi. Ta không không đồng ý mỏ và ra nó chỉ có tính tạm thời Sau một tuần 10 ngày là nó hết tác dụng Mình cho thuốc giảm tiết dịch não tủy Acetazolamic Tên thương mại nó là Diamox Thì nó ức chế sự bài tiết dịch não tủy Và trong cái hội chứng tăng lực trong sọ thì có co giật, có động kinh. Thì mình phải dùng thuốc chống động kinh. À, song song với cái đó nếu bệnh nhân không cải thiện á, mình phải đưa bệnh nhân vô trong hồi sức thần kinh bệnh nhân sẽ được đặt cáp tơ đo áp lực nội sọ bệnh nhân sẽ được đặt nội khí quản để đảm bảo thông khí đầy đủ à, điều chỉnh cái cái huyết áp tối đa tối thiểu áp lực trung bình điều chỉnh cái ICP để có một cái BBB tốt nhất cái trên là giữa áp lực trung bình với lại áp lực trong sọ thường là phải lớn hơn 40 40 40 lên đó chứ còn mà nó tiến về không có nghĩa là sẽ không có máu lên nuôi não sau khi mình làm các cái biện pháp nội khoa xong mình có thời gian mình chuẩn bị mình có thời gian mình tư vấn mình có thời gian cho người ta người nhà người ta quyết định mình có thời gian để mình chuẩn bị mổ Xét nghiệm máu, à, dụng cụ, nhân dân, thì mình sẽ chuyển qua điều trị ngoại khoa, à, nghĩa là mình sẽ làm một cái phẫu thuật, thì trong cái phẫu thuật, á, thì phẫu thuật đơn giản nhất, nhanh nhất, giảm áp lực trong sọ ngay lập tức là dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài, mình chỉ có thể, mình có thể làm qua tê, gây tê dưới da khoan sọ, lỗ đặt một cái ktt, một cái ktt não thất đi thẳng vô sừng trán, vô sừng trán và khi mình 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 đặt vô đúng á, dịch não tủy nó sẽ phun ra như là một cái vòi nước. Nhưng mà về nguyên tắc mình không có xả nhanh, mình không có xả nhanh, mình phải cho nó ra từ từ, nó ra bằng giọt chứ nó không được ra bằng bằng vòi à, đó là khi mình đặt vô đúng rồi mình rút cái nòng cái nòng ra là cái cái KTT nó nó nằm trong nó thất mà nó sẽ phun ra một cái dòng nước và mình phải kẹp nó lại liền mình nối vô cái hệ thống những lưu và mình treo nó cao lên để cho nó nhiễu thành giọt nghĩa là cái gì mình mình lấy áp lực nhưng mình phải lấy nó từ từ chứ mình không có sẵn cho nó chảy thoải mái à, cái nào cũng vậy phải phải có quá trình để thích nghi còn mình xả một cái ào một cái đó, nó giảm đột ngột á, là nó sẽ có rối loạn thì cái đó người ta kêu là dẫn lưu não thất dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài qua sườn trán thì đây là một cái phẫu thuật nhanh cái tê và hiệu quả hồi nãy mình có nói về cái cái đặt cái cái túi để theo dõi cái áp lực để mình mình điều chỉnh có những cái nó tăng áp lực cao quá à, mình phải nâng lên 25 30 luôn để để mình cho nó ra thành thành giọt chứ mình không cho nó ra thành vòi nghĩa là nó phải nhiễu từng giọt giọt đếm được ha. Rồi sau đó mình hạ áp lực xuống từ từ và mình có thể dọ đặt cáp lực ở khoảng 15 cm nước để khi nó có tăng thì nó ra còn khi nó không tăng thì nó sẽ tự khóa lại đây là cái cơ chế để cho mình biết cái cách đặt như vậy nếu bệnh nhân nằm trên giường bệnh mà thay đổi tư thế đầu thì cái túi cũng phải thay đổi theo à, bệnh nhân dựng lên thì mình phải đưa cái túi lên bệnh nhân hạ xuống thì mình phải đưa cái túi xuống theo nguyên tắc với cái lỗ tay đối lập với cái dẫn lưu ngoài nó có một cái hiệu quả ngay lập tức giải quyết liền áp lực trong sọ nhưng mà nãy mình nói rồi đó nó chỉ để được 7 tới 10 ngày thôi rồi mình phải tính đến phương án mình đưa nó vô trong nếu bệnh nhân còn lệ thuộc nếu mình để hoài mình không đưa vô trong thì dẫn đến là cái gì là nhiễm trùng ngược dòng vi trùng nó sẽ theo cái ống đó, nó đi vô trong trong não thất và khi mà nó viêm não thất á, thì 99% là là tử vong. Nha, những trường hợp viêm não thất á, là người ta phải intrathecal luôn á, tức nghĩa là bơm kháng sinh vô não thất luôn. Tại chỗ luôn. Đó. Nhưng mà cuối cùng cái hậu quả nó lại gì? Là nó lại sơ hóa cái hệ thống hấp thu. Rồi cuối cùng cũng là giãn não thất. Nếu bệnh nhân qua được Vậy ngược với dẫn lưu ngoài Là mình phải dẫn lưu trong Thì trên một cái nguyên tắc Dẫn lưu trong Là một cái đầu KTT nằm trong não thất Thì vị trí thường là ngã ba não thất Chứ không có không phải sừng tráng như cái dẫn lưu ngoài nữa Mà sẽ đưa vào ngã ba não thất Một cái KTT Gọi là KTT não thấp sau đó cái 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 KTT đó nó sẽ được nối vô cái hệ thống ống silicon và cái đầu xa đó sẽ bỏ vào ổ phúc mạc là cái nơi thường được chọn nhất bỏ vào trong ổ phúc mạc nghĩa là nó sẽ nằm lẫn với các quay ruột và mạc nối thành bụng bộ à, phúc mạc á, sẽ hấp thu dịch dịch não tủy chảy xuống nếu mà mình 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 đặt một cái ống vô não thất xong mình đọc một cái đầu xa cái đầu gần vô não thất đầu xa xuống dưới ổ phúc mạc vậy mình đứng lên á nguyên tắc bình thông nhau nó xuống hết rồi. đúng không thì nó đâu có sinh lý nên là gì là người ta phải cài vô giữa hai cái đầu đó một cái một cái van cái van này sẽ điều tiết cái áp lực nó sẽ mở ra khi áp lực cao và nó sẽ đóng lại khi áp lực thấp thông thường trên thị trường sẽ có ba loại van áp lực cao áp lực trung bình và áp lực thấp tùy theo cái ý đồ mình mình, mình muốn dẫn nước xuống nhiều mình muốn não thất xẹp nhiều hay là xẹp ít hay là trung bình thì mình sẽ chọn các áp lực phù hợp. Nhưng mà nhưng mà thực tế đó có những lúc đó, bây giờ thì tôi muốn dẫn thấp, nhưng mà vài bữa tôi muốn dẫn cao. Ví dụ tôi dẫn thấp để cứu cái áp lực hiện tại cho nước nó xuống nhiều, nhưng mà xuống thời gian đó bệnh nhân có hội chứng giảm áp lực giờ tôi phải chỉnh nó lên nha. tôi muốn chỉnh cái áp lực lên trung bình hoặc là cao không lẽ tôi mổ lại đúng không nên người ta mới sản xuất ra một cái van có thể chỉnh áp lực qua da mình sẽ để cái cục hít lên đây mình xoay thì cái cái lá van nó, nó sẽ là một cái miếng kim loại và khi mình xoay cái cái cục hít đó, cái lá van nó sẽ xoay theo. Và lúc đó tôi sẽ chỉnh nó lên áp lực trung bình hoặc áp lực cao tùy tôi muốn. Tùy theo tình trạng người bệnh. Bây giờ hồi lúc mổ tôi đặt thấp, bây giờ tôi muốn chỉnh lại thì tôi chỉ cần kêu bệnh nhân vô, tôi để cái cái dụng cụ đo và tôi lắc cái van. Sau khi lắc xong thì tôi sẽ chụp cái xoang để kiểm tra là cái lá van bây giờ nó nằm ngang nó nằm dày hay nó nằm dày vậy tôi sẽ biết là mình đã chỉnh thấp trung bình hay là cao ha thì cái nhà sản xuất người ta sẽ làm vậy một cái van mà cố định thì nó khoảng 5 triệu 5 triệu đồng nhưng mà một cái van chỉnh được thì nó khoảng hai hai mươi mấy đến 30 triệu Nha. cái hồi à, tôi đi học á hồi tôi học y á là không có van để đặt mình à, mình không có sân để đặt lúc đó sân mà có đó là chỉ có nước ngoài cầm về chứ còn ở trong nước không có sân và à, ở thời điểm đó đó tức là thập niên tám mấy đó là là mình dẫn lưu bằng cách là mình lấy ống silicon mình cắt ra và mình mình tự mình chế các bạn thì em biết rồi chế nghĩa là nó không có chính quy muốn nhiều nhiều muốn ít ít thôi cảm tính của người chế hay lúc đó tụi tôi gọi nó là cái sông chứ không phải là cái sân cái sân thì nó có van còn cái sông nó giống như sông tiểu vậy có nhiều ra hết thì nó không có sinh lý nghĩa là lúc đó cái 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 người bệnh mà bị giãn nó thất á, không có cách nào để chữa hết bế tắc à, mãi cho đến những cái năm mà một chín chín mấy tức là cuối thế kỷ 20 chuẩn bị qua đầu 21 á, thì sân mới xuất hiện rồi mới nhiều À, lúc đầu tôi còn phụ trách cái chương trình đặt sân của bệnh viện Nhi đồng một lúc đó tôi đi phụ trách cái chương trình đầu nước của pháp và tôi đặt tôi đi qua Nhi đồng một tôi mổ hết những ca đầu nước các bạn và cái sân đó là bên pháp người ta cho và tôi chỉ báo cáo thôi tôi giữ khoảng hai chục cái sân và tôi cứ mổ mổ khoảng chừng còn 5 cái tôi báo thì người ta gửi qua Phi là mình cứ dạy mổ thì tôi phối hợp với mấy bác sĩ bên như đồng một làm cái chương trình xanh đó cho tới lúc mà người ta hết cái kinh phí thôi là chương trình đó, nó ngừng. nó ngưng nó ngưng không biết mấy em đi thực tập như đồng một có thấy một cái đứa nhỏ đầu nước mà nó hay nằm cái xe đẩy cái xe nôi á nó nằm trước cửa không bây giờ còn thấy không ở cổng Lý Thái Tổ là hay gặp nhất Nó hay bỏ trên cái xe nôi á Cái đầu bư Đúng nghĩa đầu nước á Cái đầu nó nước không Rồi nó để cái bảng xin tiền Dạ không biết còn không Tôi nghĩ là còn Tại vì hết đứa này tới đứa khác Chứ không bao giờ nó hết bệnh Thì tôi thấy để ngay trước cửa Để xin tiền Tôi hỏi xin tiền chi vậy Nói xin tiền để đi vô trọng mổ Tôi mới nói nếu mà có mổ á Tôi sẽ miễn phí Tôi tài trợ hết Tại đó tôi đang giữ cái chương trình sân mà Thì cái người đó đâu có vô đâu Nghĩa là họ lấy đứa nhỏ để họ xin tiền thôi Chứ còn họ không có vô mổ Bởi vì những ca như vậy là không có chỉ định mổ Tại đầu nó nước không mà không có não Thì mổ làm gì Bây giờ mình đặt cái ống vô mình dẫn lưu Nước nó xuống Nhưng mà đâu có não đâu để mà nước nó đựng xuống Cái đầu nó đúng nghĩa là nước Thì không có chỉ định mổ Nhưng tại vì cứ lấy đứa bé đó để trước cửa xin tiền vậy đó Nên bữa đó tôi gửi xe vô cái tôi nói nhẹ đi theo tôi Tôi mổ miễn phí Tôi tài trợ hết tiền luôn Thì họ đâu có chịu vô đâu để mình thấy là gì có những ca nó nó đúng nghĩa là không còn cái gì để mổ đầu chỉ có toàn nước thì không có gia đình mổ à, thì thì cái cái đó để một cái ngoài lề tôi nói để mấy em thấy thôi thực tế nó sẽ nó sẽ biến tướng rất là nhiều không có giống như mình mình học lý thuyết nhiều khi người ta cứ thấy cái đầu bự vậy cái người ta cảm động người ta cho tiền thôi Thì trong cái dẫn lưu trong Thì nguyên tắc là một cái đầu vô trong ngã ba não thất Và cái đầu còn lại đầu xa đó Sẽ vô ổ bụng Tức là vô ổ phúc mạc Sẽ vô tâm nhĩ Sẽ vô màng phổi Sẽ vô xoan tĩnh mạch Hoặc là dẫn lưu thắt lưng ổ bụng Thì có nơi có dịch não tủy và nơi nhận cái dịch não tủy đó thôi màng bụng là phổ biến khi mà mổ ở bụng 3 lần mà nó vẫn tắt có nghĩa là khi mình thả cái ống nó vô ở phúc mạc thì về lý thuyết á, cái đầu ống đó, nó sẽ là dị vật thì nó thường nó bị mạc nối tới bao lại nhốt nó lại sau một thời gian á, bệnh nhân có biểu hiện của tắc sinh, áp lực nội sọ tăng trở lại siêu âm cái bụng thấy có một túi dịch nó không có đi được bởi vì cái mặt nói tới nhốt cái đầu xa lại thì mình sẽ mổ mình rút nó ra mình đặt đi chỗ khác cũng trong bụng ví dụ mình đặt ở trên thượng vị ở dưới hạ sườn ở bên cạnh bên ở bên hố hố chậu nhưng mà nó vẫn tắt thì lúc đó mình sẽ không có đặt vô bụng nữa mà mình sẽ chuyển qua đặt vô tâm nhĩ đặt vô tâm nhĩ không phải là mổ tim để bỏ cái ống vô mà mình chỉ mở một cái nhánh tĩnh mạch ở trên cổ thường là nhánh giáp lưỡi mặt một cái ngã ba vô tĩnh mạch chủ trên mình sẽ hy sinh một nhánh tĩnh mạch để làm cái lối vô và mình đẩy cái ống vô qua cái tĩnh mạch giáp lưỡi mặt đi vô tĩnh mạch chủ trên và đi xuống tâm nhĩ phải xuống tầm nhĩ phải thì lúc đó dịch não tủy nó đi nó đi từ ngã ba não thất qua cái van xuống cái đầu xa nhập vô tâm nhĩ phải vậy đâu cần đi qua cái vàng kia chi nữa cuối cùng nó cũng về tim mà đúng không và cái van đó, nó chỉ cho nước đi một chiều do đó khi áp lực bơm ở nhĩ phải đó, nó không có chạy ngược lên nó chỉ có đi xuống thôi Nha. như vậy dẫn lưu não thất tâm nhĩ không phải là mổ tim mà là luồn cái ống vô tĩnh mạch chủ trên và luồn xuống tâm nhĩ phải nha à, não thất màng phổi màng phổi là một cái khoang ảo có lá thành có lá tạng nhưng mà không có không có khoang nó chỉ khi nào mà mà tràn dịch màng phổi thì mới thấy cái khoang nên thông thường người ta không có đặt vô trong đây cái này nó về mặt lý thuyết là nó có nhưng mà suốt suốt hơn 30 năm làm ngoại kinh chưa bao giờ tôi đặt vô trong màng phổi đặt vô tâm nhĩ thì có khoảng 3 k 5 k gì thôi còn chủ yếu là đặt vô ổ phúc mạc não thất xoan tĩnh mạch thì về lý thuyết là phù hợp một đầu vô não thất một đầu dẫn thẳng về xoan tĩnh mạch dọc trên khỏi cần qua cái hệ thống bắc ni đúng không thì trong đời tôi cũng chỉ mở có hai ca hai ca dẫn lưu từ não thất vô xoan tĩnh mạch dọc à, dẫn lưu thắt lưng ngổ bụng gọi là elbison thì cái này thường chỉ 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 định cho những trường hợp mà giãn nó thất mà áp lực bình thường tại vì giãn nó thất áp lực bình thường á mình mới được phép chọc dò thắt lưng còn giãn nó thất mà có tăng áp lực á thì chống chỉ định chọc dò thắt lưng đúng không khi mình mình chọc thắt lưng á là mình phải biết người ta không có tăng áp lực nha nếu mà người ta đang tăng áp lực mình chọc thắt lưng thì chuyện gì xảy ra thì sao thì dịch não tủy nó đi xuống cái lỗ mình chọc đúng không thì nó sẽ làm gì nó sẽ kéo cái cái não tụt xuống qua lỗ chậm thì cái đầu tiên mà tụt xuống là hạnh nhân tiểu não mà hạnh nhân tiểu não mà tụt xuống là ngưng thở đột ngột là bệnh nhân chết luôn không có cứu được á chứ đừng nói lúc đó mà dốc cái đầu xuống dỗ 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 cho nó tuột cái hành nhân lên không có những ca mà tăng áp lực trong sọ mà không biết á rồi đi chọc dò thắt lưng á là đột tử hết ngưng thở đột ngột nha anh ra trước khi mà chọc dò thắt lưng người ta hay yêu cầu soi đấy mắt mà phải bác sĩ mắt soi để cái người mắt chịu trách nhiệm ông soi là không phù tôi mới chọc nếu bác sĩ mà thần kinh mà soi á soi nó không phù tự đi chọc á là tự chịu luôn tại vì khi mà nó tăng áp lực mà tuột hạnh nhân á là chết chắc là mình chết luôn á bệnh nhân chết rồi mình cũng chết luôn Người ta thường thường những cái ca đó người ta yêu cầu bác sĩ mắt sau đó mắt để khách quan không có phù tôi mới chọc đây là cái hệ thống ống sân đầu này kêu là đầu gần à, hay gọi là ktt não thất ở trên đầu này á trên cái sân này á nó có mấy dấu chấm đen cứ mỗi cái chấm này á là năm 5 cm. Và cái nốt đen đó là phản quang. Vậy mình chụp x quang á, mình sẽ thấy những cái những cái những cái núm này. Bây giờ tôi muốn đặt vô não thất 7 cm thì khúc này là 5, tôi sẽ đặt tới đây. Tôi muốn vô não thất 10 cm thì tôi sẽ tính từ đây vô tới đây. Dọc cái sân đều có những cái chấm vậy hết. Và vậy mình chụp x quang á, mình sẽ nhận được cái dấu phản quang trả lại. Ha. đây là cái van. Cái van này sẽ nói vô đây. Xong rồi nói vô đây. Tàu này đầu xa. Và cái van này mình thấy nó có cái tam giác nè. Cái tam giác đó là chỉ cái hướng đi. Và như vậy là nó chỉ có một chiều thôi nha, mình đặt ngược á là nó không chảy á. À. Nghĩa là đầu này nè, để vô đây và đầu này nè để vô đây đó là cái hướng đi của của dịch chứ mình đặt ngược lại là nó không chảy và khi mình đặt vô mình đặt vô được xong rồi đó thì mình có thể kiểm tra trên CT thứ nhất là não thất nó xẹp thứ hai là cái ống này nằm trong ngã ba não thất à ống nằm trong não ba não thất và não thất nó xẹp chứng tỏ là cái dẫn lưu này nó tốt tuy nhiên nếu mình dẫn lưu mà mà nhiều quá đó ví dụ như tôi tôi muốn nhiều cái tôi chỉnh áp lực nó xuống thấp vài bữa sau á bệnh nhân vô đau đầu trở lại đau đầu trở lại chụp kiểm tra lên xuất huyết dưới màng cứng chú quyết dưới màn cứng mãn tính có nghĩa là gì nó chảy rỉ rả trong từ mấy tháng trước bây giờ nó đủ nó gây áp lực bệnh nhân nhức đầu à. vậy thì nếu tôi mổ máu tụ dưới màn cứng này xong tôi phải chỉnh áp lực chạy lên nhích lên thấp lên trung bình trung bình lên cao để không có bị chảy máu nữa còn nếu mình mổ xong mình không chỉnh áp lực thì máu sẽ chảy tiếp và mình sẽ mổ nữa và mấy em lưu ý là khi mà mình đặt cái ống vô trong người bệnh nhân xong á là bệnh nhân sẽ theo mình suốt đời tại vì nó là một cái ống mà nó sẽ có tắt nó sẽ có thông nó sẽ có nghẽn nó sẽ có nhiễm trùng nó sẽ có lộ xanh ví dụ như cái người đó dinh dưỡng tốt lúc mổ mình đặt đúng cái 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 plan nằm trong dưới da nó có mở nhưng mà nếu mình đặt nông quá đó nó nằm trong da đó thì nó, nó thiếu cái lớp mở che đi và sau một thời gian đó, cái da mình có cái ống đi qua nó bị hoại tử và cái ống nó sẽ lộ thiên và nó sẽ nhiễm trùng và mình phải lấy ra khi mà bệnh nhân đặt sân mà có nhiễm trùng từ cái sân thì cái đầu tiên là phải rút bỏ cái đầu tiên là phải rút rút cái dị vật ra bỏ và bắt đầu lại từ đầu khi rút ra bỏ thì người ta giãn nó thất vậy thì phải dẫn luôn ngoài tạm thời điều trị giãn não thất điều trị viêm màng não hết xong mới đặt vô trở lại Nha. một cái điều trị ngoại khoa mà bây giờ người ta làm khá nhiều đó là nội soi mở thông sàn não thất ba người ta thấy rằng cái sàn cái sàn của não thất ba có nghĩa là cái ống này á, sẽ đi vô khoan sọ một cái lỗ chọc dò qua cái nhu mô não ở sừng trán đi vô trong não thất xong đặt cái scope vô nhìn thấy cái lỗ mong rô đẩy cái, cái 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 ống đi qua lỗ mong rô thì mình xuống não thất ba và mình sẽ tìm cái cái sàn của não thất ba với những cái móc người ta quy định là thể vú và thể phễu sau khi mình xác định xong mình sẽ dùng dụng cụ mình đục một cái lỗ ở sàn não thất ba sau khi mình đục cái lỗ thì dịch não tủy nó sẽ đi qua cái lỗ đó Và nó xuống bể trước thân não Bể dịch não tủy trước thân não Như vậy là thay vì dịch não tủy phải đi qua não thất 3 Xuống não thất 4 qua cống não Thì bây giờ không cần Tôi do nó xuống thẳng Bể dịch não tủy trước thân não Và đi vô dòng tuần hoàng chung Kịp không? Cái này được chỉ định cho những trường hợp giãn ba não thất. Có nghĩa là giãn hai não thất bên và não thất ba. Không chỉ định cho những trường hợp khác. Nha. Có nghĩa là tắc nghẽn ở đâu? Ở cống não. Ví dụ u tuyến tùng. Ví dụ u hố sao. Nha. Thì người ta ưu tiên nội soi mở thông sàn não thất ba và cuối cùng là phẫu thuật à, cắt bỏ cái nguyên nhân gây dạng não thất có nghĩa là phẫu thuật cắt u nếu mình làm phẫu thuật cắt u mà tuyệt đối thì cái lưu thông về não thủy nó được tái lập và như vậy là một công hai việc vừa loại cái nguyên nhân có giải phẫu bệnh vừa vừa tạo lại cái lưu thông của dịch não tủy mà không cần đặt sân không cần nội soi đúng không đây là cái clip mà mọi nội soi mở thông sàn nó thất ba nhưng mà nó không chạy trên trên laptop thì nó chạy nhưng mà tôi chép cái sụt qua luôn á mà nó không chạy cái này mấy em có thể xem trên youtube mình gõ cái cái nội dung này thì người ta có rất là nhiều cái clip ai à, giống như nãy tôi mô tả đó khoan sợ chọc dò qua não trán để vô sừng tráng Vô sừng trán thì mình sẽ tìm cái lỗ Monro, mình chui xuống. Chui xuống lỗ Monro sẽ xác định thể vú và thể phễu là cái tam giác thì mình sẽ mở cái lỗ ở ở trọng tâm của tam giác đó. Và như vậy sau khi mình mở xong thì nước sẽ đi qua não thất ba xuống bể trước thân não. Không cần đi qua cống não. À, điều trị cho trường hợp giãn não thất mà tắc nghẽn ở cống nào nói vậy nghĩa là gì khi mình mở cái lỗ đó xong bằng nội soi đó nếu mà mình chui qua cái lỗ đó bằng cái scope đó, mình sẽ nhìn thấy gì bể dịch não tủy trước trước thân não thì mình nhìn ra phía sau mình thấy gì thấy thân não đúng không thấy gì nữa thấy động mạch thân nền nếu mà mình quất chúng nó một cái thì tiêu luôn, mình nhân chết á, tại vì cầm máu qua nội soi rất là hạn chế, còn mình ngó răng trước mình sẽ thấy gì? thấy gì? thấy cuốn tuyến yên và tuyến yên, ha, như vậy là cái chỗ mình soi xuống nó không có rộng lắm đâu nếu mình đi sai móc giải phẫu là là tiêu luôn á nha biến chứng sau mổ thì khi mình đặt một cái dị vật vô người, người ta là đều có thể viêm đều có thể nhiễm trùng đều có thể nghẹt đều có thể dò chảy nhiều quá áp lực không cân đối thì dẫn đến xuất huyết ha và khi mình mình đặt cái ống vậy là mình phải xuyên qua nhu mô não của người ta thì có thể mình gây động kinh nha mấy cái biến chứng này là những cái biến chứng thường gặp khi mà mình can thiệp phẫu thuật vô cái hộp sọ của của bệnh nhân thì nãy nói rồi đó khi mình đặt cái ống vô trong cơ thể người ta mà bị nhiễm trùng thì cái đầu tiên là rút ra bỏ và cái điều trị mình nó quay lại con số 0 tức là bắt đầu là từ đầu ha à. trong cái đặt cái ống này nó cũng nhiều cái hay lắm nó cũng nhiều cái hay lắm đây mấy em thấy một cái bài mổ nội soi cắt túi mật ngoài đông quá nhưng trên bệnh nhân có đặt cái sân quy bi thì à, lúc ở bệnh viện một một năm á, gần ba chục năm tôi chưa gặp ca nào nhưng mà khi tôi về tâm anh chỉ có một năm hơn thôi thì có một đồng nghiệp ngoại thông quát mổ cái nội soi này trên một bệnh nhân có cái sân thì khi mình nội soi bụng mình mình làm cái gì để mà nội soi được phải bơm khí vô bụng bơm nitơ vô bụng để cho cái bụng căng lên rồi mới chọc cái troca troca vô thì khi mà bơm khí vô vậy á thì vô tình á, cái khí nó đi vô cái ống cái đầu xa nó quay ngược theo chiều ống nó lên cái van tôi hỏi lại á, thì bơm tới hai chục mm thủy ngân áp lực vậy nó phá cái van rồi và nó phá cái van và nó len lên trển nó đi ngược dòng lên và nó gây tụ khí nội sọ bệnh nhân này mổ cắt túi mật xong 3 ngày sau rối loạn tri giác lơ mơ đi vô kiểm tra là khí đầu đầy khí hết phải chuyển lên cấp cứu lên cấp cứu tụi tôi mở cái lỗ này ra khí nó xì ra giống như là xì hơi vậy. phải thay cái van mới Thay cái ống mới Mà cũng rất là nhiều khê Bởi vì sao Bởi vì lần đầu tiên mình mới gặp Nên mình không có kinh nghiệm khi sau cái ca này xong tụi tôi tụi tôi lên 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 tìm y văn đó, thì là nhân một trường hợp nhân một trường hợp tức là chưa có ai gặp hết đâu. mình cũng chỉ gặp có một lần mấy tác giả viết kia cũng gặp có một lần nên nên qua cái ca đó tôi mới viết một bài à, ekip ở tâm anh mới viết một bài đăng lên tạp chí là qua cái ca cắt túi mặt này tụi tôi gặp một ca và cách xử lý của mình tại mình xử lý khác người ta nên khi tôi đưa lên người ta chấp nhận cho đăng thì cái bài này đăng cũng cũng khoảng sáu hay tám tháng trước rồi nó cũng là một cái cái lạ mình mình gặp có một lần chắc là sẽ không có gặp lại lần thứ hai tại vì mình cảnh báo rồi nếu mà mổ bệnh viện khác thì chắc người ta sẽ đi bệnh viện khác tại vì cái ca này mổ nội soi túi mật ở tâm anh nên khi người ta bị rối loạn đi giá người ta chạy vô tâm anh trở lại thì mới gặp mình rồi bài của mình kết thúc ở đây mấy em có thắc mắc gì không có hỏi gì không là chung não ung thủy tức là não ứ nước á cái phần mở đầu có cái câu đó mà